bạn bóng ôn viện đi chua bóng ôn đam cam vị thi bẩn tịch hay bờ thiên là bọt ngày ní xem bạn lược làm pi rừng nia mà bóng ôn kha cọt đằng ngay bờ bọt nia nia cái bà mui cái bà bay cái bà pram cái bà pram pi cái bà pram bay cái bà pram buồn nó nia chẳng ta nia nứng miền này thả mạch hay miền bờ bọt sai vật đa tiện tuồng rừng prey ấy kha trong con từ lớp bằng bóng pol đăng bạt hai tiện tuồng từ nương rừng nĩa rừng prey tiện pon từ nương rừng từ thau nương nĩa nè bây này mai dễ ngọt chào này từ miền bị thi rìa pìa bị pìa ấy cái miền rìa chầm mà bị bài từ thau tàu bài nương nĩa nè, nó cứ chỉ bùi bông bông sai vừa đài dương đài. Chẳng bông ôn sọc sở bài đài tế rồi bị bán bài kênh nè mùa dịp bê khlấy. Cảm thấy đài khmai rồi bỏ chương thường ngày ní có nòm chúc nơi bởi thiên bót tiện tôn từ nâng nịa nè, bởi bót nịa, nịa nhàng mạch mạch bàn kẻ hai tư chỉ nịa hay nịa nâng đầm nàng ấy chẳng nè mà mình tên tới nịa bởi dương chỉ rồi chúng ta có thể tìm ra bà sát rưu một tí đầm bọn xâm khăn xâm khăn bà sát thông thông xem xếp tay từ miền rụp chùm lạ nịa chỉ tạc tàng cơ rụt mà nơi bà bọt cơ rụt tiết nịa cơ rụt nâng ai ta đầm bọn tì bà sát thông thông cử lệnh áp bây chùm nưa khlăng khlăng đã đặt đàm tại đây bà bọt tà sát khmai dương phong bà đà bà tếp xếp phong phía chân cứ khơi miền nịa miền cơ rụt hai hôm ôm đồng nai tư chỉ mùi khi mình đại tì nịa cà riêng cà rốt hay nâng chấm lạp xên chẳng thầy chẳng ngay nít chấm xong dễ bị rương nịa bà nịa định khi mà rịp rộp mình chẳng nịa mình nịa cà bà mùi nịa cà bà bay nịa cà bà pram cà bà pram pi cà bà bún thọp khởi như nó bông bông nó tam vật ở ram ấy bảo là rụng nĩa rụng cột đây, sau đây chạm gì rừng cột ở lấy rừng vậy bị rừng nĩa sân, ta nĩa các bà muôi nĩa các bà pi nâng ở đầm nang ao ấy đam chong và phốc trên mao bị nà chắc nhầm sông chun tru tru tới sân, nĩa bà rừng vậy chia phía xa bà lấy rước cả sang sực cất miền này thà pro xa chấm bong bò rì sọt khai khá lơ kì nâng dừng bịa thả nĩa nấy cứ miền này thả chẳng chẳng bà sân chiến nĩa đài viê cha hốt ẩm bì ẩm bơ báp một tí hò đôi bệnh xa mạ nạ cốt đóm bệnh xa mạ 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 xa đã ta sang phân nua hay bố đà miên an được phiếp chấm bong hai thả nịa này ấy miên này chơi dàng nâng nè cứ chiến nẹ đo bỏ xa bẩm phót khuyên ca đà bỏ phút trông tra miên nịa bỏ miên ấy chẳng nè nâng ta mà bây chấm nữa hay đừng kia không rụp hiếp dương khơi nháy bỏ phút bỏ nịa ព្រះពុទ្ធប្រោះនីអីណានឹងមានរឿងតំណាតតទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំតែឃើញហើយមិនថាវត្តជាពិសេសចម្លាក់ប្រាសាទចម្លាក់តាមប្រកាន់ដៃនីផ្លូវចូលទៅកាន់ប្រាសាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីប្រាសាតដែលមានប្រាសាតច្រើនណាស់តែប្រាសាតបាគងដំបងគេដែលបានស្ថាបនាឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 861 នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងសតវត្សទី9នឹងរូបនាគណាបងប្អូននាគដែលគេសាងសង់ជាចម្លាក់នៅនឹងបង្កាន់ដៃផ្លូវចូលទៅកាន់ប្រាសាទបាគងដំបងគេបង្អស់ដែលស្ថាបនាឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 861នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងសតវត្សទី9តម្កល់នៅលើផ្ទៃដីផ្ទាល់មានក្បាលនោះពាក់ក្បាំង 7តែខាងមុខទេរាងក្លេះដាច់ពីគ្នាបន្តិច
nâng rút chấm lạc bằng căn đài nịa nơi khang bà sát bà con. Hai chấm lạc bằng căn đài nịa nơi bà sát ổng cô vọt vinh, miên tùm hôn thông bằng phót nơi khnông bà tê Campuchia này dưỡng. Lạc chênh bịp tiên thơ mò phụ mùi đống, mình bàn khơi sát tờ có, chuyện nịa chênh bị mót, nâng miên tùm rộp ca chúc, khó bì nịa nơi bà sát bằng tí xâm rài. Nâng sát tờ nịa đà miên bà vọt, ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាវតាផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាប្រាសាទនៅបន្ទាយសំរាយក៏មានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងរចនាបថខ្មែរយើងបពាក់បរោះខ្មែរតែងតែកសាងអ្វីមួយដែលមានអត្តន័យនិងខ្លឹមសារជានិច្ចមិនប្រះចាក់នៅច្បាប់កន្លងទេតួយ៉ាងឧទាហរណ៍ដូចជាការឆ្លាក់រូបនាគដែលមានក្បាលច្រើនអញ្ចឹងលេខគុតលេខសេះគឺជានាគដែលតំណាងឲ្យភាពរស់រានមានជីវិត ចំណែកឯនាគដែលមានលេខគត់គូវិញគឺជានាគដែលតំណាងឲ្យនាគស្លាប់ដោយតែហេតុបច្ច័យចឹងឯងបានជាតាមប្រាសាទបុរាណខ្មែរយើងនាគភាគច្រើនគឺមានចំនួនក្បាល 3 ក្បាល 5ក្បាល 7ក្បាល 9អីចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងបបផហេតនេះនាគបើយើងនិយាយទៅជាវត្ថុមួយដែលខ្មែរចំនួនបូរេពីដើមពីដើមចូលចិត្តដាក់នៅតាមប្រាសាទណាស់ក៏ព្រោះថាវាជាសត្វដែលមានអំណាចរស់ នៅជិតទឹកហើយតំណាងឲ្យភាពត្រជាក់ត្រជុំនាគណាបងប្អូនហើយចម្លាក់នាគដែលតំណាងឲ្យព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយើងដែលមានតំណពងត្រកូលមកនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះនាងនាគនេះតំណាងឲ្យធាតុទឹកដែលបានផ្ដល់នៅនិយាយរួមគឺភាពសម្បូរសប្បាយរុងរឿងត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនាតំណាងឲ្យឥន្ទ្រនូមកដែលតបជាប់ពីឋានមនុស្សទៅឋានទេវតាឯណោះ ហើយក៏នឹងតំណាងឲ្យទៅជាឆ្មាំការពារទេវតាផងដែរមានសំណង់សាសនាផ្ទះសំបែងអីជាដើមឡាក់នឹងអ្នកខ្លះសំបីតែផ្ទះធម្មតាសាងសង់ពីភូមិមកគ្រឹះអីជួនកាលក៏មានដាក់នាគដែរដើម្បីជាតំណាងអ្នកខ្លាំងការពារអញ្ចឹងទៅណាហើយក្នុងនោះនាគដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺជានាគដែលមានក្បាលចំនួន 100 ភាគច្រើនគេហៅថានាគអានន់ផ្លាប់លឿចាស់ចាស់និយាយណានាគអានន់នាគអានន់ អញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងព្រេងក្រោយពីព្រះសិវៈភ្នាល់ចាញ់ព្រះវិស្ណុនាគគឺមានឈ្មោះថាសេសៈនិងនាគដែលប្រើនៅក្នុងការកោសមុទ្រទឹកដោះមានឈ្មោះថាវាសុគិជាពិសេសក្នុងរឿងឥណ្ឌាបងប្អូនធ្លាប់ឃើញហើយនាគណាអានឹងអត្តន័យខ្លឹមសារនៃពាក្យថានាគពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងព្រេងក្នុងសម័យព្រះសិវៈដែលព្រះអង្គភ្នាល់ចាញ់ព្រះវិស្ណុនឹង នាគដែលមានឈ្មោះថាសេសៈហើយនឹងនាគដែលប្រើនៅក្នុងការកោសមុទ្រទឹកដោះនឹងមានឈ្មោះថាវាសុគិកានដឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងនាគទាំងអស់នេះសទិសនៃសោនៃពាក្យថានាគអត្តន័យដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងខ្ពងខ្ពស់ប្រសើរអស្ចារ្យវាចាក់ពិបាកទាំងឡាយនឹងដល់ដំណាក់កាលនាគឯងណានាគមានក្បាល 1មានក្បាល 2ក្បាល 3ក្បាល 4រហូតដល់ក្បាល 100ហ៎នាគអានន់ណា តែយើងសូមនិយាយអំពីនាគក្បាល 1 នាគក្បាល 3 នាគក្បាល 5 នាគក្បាល 7 នាគក្បាល 9 នាគក្បាល 1 នៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរភាគច្រើននិយមប្រើនាគក្បាល 1 នឹងដាក់តម្កល់នៅអាគេហៅថាចែងដំបូលព្រះវិហារក្នុងវត្តអារាមហ្នឹងបងប្អូនព្រះបរមរាជវាំងអីក៏ដោយទេវតាធំធំអីក៏ដោយក្បាលកណេះមួយទៅកណេះមួយអញ្ចឹងទៅខាងមុខនោះមួយអង្គុយមួយចេះអញ្ចឹងណាអានឹងក្បាល ហើយនាគក្បាល 1គឺជានិមិត្តសញ្ញារូបសេសៈដែលមានន័យថាអវយវ័យនៅក្នុងលោកដែលរលាយសាបសូន្យនៅសល់តែមួយគត់មានជីវិតអមតៈមានជ័យជំនះដល់ប្រសើរនិងសុភមង្គលគឺនាគក្បាល 1ហ្នឹងឯងណានាគក្បាល 1ហ្នឹងឯងតំណាងឲ្យជ័យលាភីជីវិតអមតៈឈ្នះអស់មាសត្រូវនាគក្បាល 1ហ្នឹងណារីឯនាគក្បាល 3វិញនាគក្បាល 3 នាគនេះមានឈ្មោះថាកាលាយាហើយមានតម្លៃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងណាស់ជាពិសេសសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាតំណាងឲ្យលទ្ធិត្រៃមុតលទ្ធិត្រៃមុតគឺព្រះសិវៈឬក៏ព្រះឥសូរឬក៏ព្រះវិស្ណុឬក៏ហៅព្រះនរាយណ៍ហើយនិងព្រះព្រហ្មឬក៏ព្រះប្រាម៉ាឬក៏ហៅថាបាយ័នអីចឹងទៅ នឹងនាគក្បាល 3ហ្នឹងបងប្អូននាគក្បាល 3 បាទក្នុងនេះមានចំណុចច្រើនទៀតនាគ
Khabal bay ní tìm mũi cứ miên này tha. Nghĩa đài miên khabal nơi còn đá đầm nang áo. Tê vẹt bòm phai lô cứ bè xì vẹt. Hay tì bí khabal nơi khẳng sạm đầm nang áo. Tê vẹt bằng cao lô cứ bè prum. Hay tì bấy khabal nơi khẳng chê đầm nang áo. Tê ca bìa lô cứ bè vệ sinu. Rí ai tam chìm nơi bà phút xác sá nà bò chương bình. Cứ đầm nang áo. Trai rọt tà nạ tiếng bấy cứ nịa các bạn bây nâng cứ bà phút bà thô bà xong chẳng tầy. Chẳng nịa các bạn mùi đầm nàng ao chê chìm nè lê phí. Chì bất nó àm mà tạ là ô bà xa rồng rướng. Nịa các bạn bây đầm nàng ao bà phút bà thô bà xong. Rư có đầm nàng ao tếp tiếng bà mà nịa. Nịa các bạn gần đá đầm nàng ao tếp đài bàm phai lốt. Hai tập bà xe vết. Hai tì bí nịa các bạn nơi kháng sát đám đầm nàng ao bà prum nịa đài bằng ca lốt. Hai tì bấy cứ niệm nơi các ba khẳng chuyên đầm nàng ao tếp ca bìa lô cứ bìa vị sinh nụ này. Và nâng niệm các ba bay có đầm nàng ao bà bốt bà thô bà xong đài. Cho niệm các ba pram. Niệm các ba pram này cứ đầm nàng ao tuần lê nơi than xua tiếng pram đầm miên đôi chia tuần lê công kia tuần lê diệm mà nẹ tuần lê prum mà bót tuần lê so rạ svat tây hai nâng tuần lê bìa kris. Hàm giá mấy tiết đầm nàng ai cầm bố phân nông bè sổ mê tiếng mà rôi bà buôn tiết sọt. Nâng châm bố nịa các bà pram. Né bóng bốn. Rì à nịa các bà pram pi. Bóng bốn thật lọc khờ nháy. Tham bà sát, tham bọt à rám. Phù mực cứ thông thông mấy đặc kết đạc. Chẳng nịa các bà pram pi đầm nàng ai sạp ở đà rìa xây. Miền chí mua pi phúc. Cứ phúc tiếng pram pi. Hai nâng đầm nàng ai tếp. Đại cực cồn mà hà sẽ mất tiếng bàm bí nâng chuộp nôm tiếng bàm bí. Đại miên chú mô thá xây toàn tà rã sát tạ bạ rịp phòn. Nâng chìa phía xa bà lấy nè. Và nâng nghĩa các ba bàm bí. Tâm nàng ai phnôm bàm bí mà hà sẽ mất tiếng bàm bí. Xây toàn tà rã sát tạ bạ rịp phòn. Nghĩa các ba bàm bí nè bóng bốn. Phía xa cây bóng phốt này. Tâm nàng ai cả cực cổ mà hà sẽ mất tiếng bàm bì phong chú phân nông tiếng bàm bì tiết. Hai chùm này ai nịa các ba bàm buồn vinh bóng bốn. Chỉ ra đây nịa các ba bàm buồn ní. Cứ đầm nàng ao phiếp à mà tạ bàm buồn bà ca đà miên bàm buồn tư. Nâng tếp thai ra xa lốt tam tư ni mùi phong đài. Nịa các ba bàm buồn. Át tần ấy kinh chẳng. Hiện chả ơn đôi đẹp chân bà rìa rọc hẳng đa âm chẳng. Nịa bằng dây bì chùm lạ nịa vinh. Sẽ mây anh có, nâng môn sẽ mây anh có. Thì họ đôi sát tập bọt tìm mùi đó sát tập bọt tìm bầm bấy. Bạn bằng hai những phí chùm lạ nịa nâng. Chai nằm bố nây hào chiêng. Khang thấp bông nây bà sát. Dây bọn. Nông ra chân na xâm bọn xâm bố bây cục ấy nâng. Rìa bà bát ai sàn về bàn tìm mùi. Nịa đám sát tập bọt tìm bầm bí. Lúc đó ra chân na bọt bây khmên. Nông rìa bà bát chê về bàn tìm mùi. Sát tập bọt tìm bầm bí. Sát tập bàn bằng hai mà đong tiết xa chìa thầm ấy. Đại chia chùm lạ tam bà đài. Chùm lạ là tam bà đài. Cứ bà đài vì snúc tung nơi lơ nịa à non. Nịa à non nịa các bà mà rối bà bốn. Bà này thà vì snúc à non tạ sài giòn. Hai chùm lạ nịa khám mai nơi nơi không sợ mai anh có. Sát tập bọt tì bàm buôn đo tì đập bấy. Sát lập bạ có bàn bằng cao chùm lạ nịa. Sần đô khluôn khám miên tùm rô trường tiên đầm bốn. Cứ nơi bà sát bà con. Đại nhầm dây môn khẳng đám nữa. Đã bàn sang xong lá nửa khnông chân em bàm bây rôi bài xa mùi này cứ xạ cả rạch, môn kì. Hai chùm lạ nịa này tiết sáu. Miên tăng bình nịa, các bà mùi rốt đòn nịa, các bà bàm buôn, rốt đòn là nịa các bà mùi nịa non nữa ngạ. Phía chán khơi nịa các bà bàm bì. Chẳng nịa các bà bàm bì, riêng khlấy hai kia liệt bì kinh niên tích nơi khang bà sát bà con. Hãy bịa các bán khăn ra chân áp bọt bà cô. Hãy có miên vọt tử miên ra chân áp bọt bà khái. Khăn ông ra chân áp bọt bà bát. Dạ sao về màn tìm mùi đáy khăn ông chân lo. Chân năm bàm bây rồi bài xa bàm buôn. Đó chân năm bàm buôn rồi đọp này cứ xạ cả rạch. Nên cao chùm non nụ. Có bàn lịch rụ riêng xa chìa thamay mà đoàn tiết. Nơi chùm lạ nịa đầy lịch láng. Sần đô khuôn là lợp tây đầy đập toa ta. Mà đòi play cho tài cán bà sát ông cô thông. Bịa các bạn cầm bù nó bí, đòi cần tối lược làng cấp bố ra chân áp bót cỏ kì. Nơi không ra chân áp bót cỏ kì. Chẳng bọn bọn tờ kháng khát xin bí riếp cho bà chị bàn khơi nhé. Chúng chị bí riếp chung trùa trùa đòi đọa sẵn dự ai kì xa ni màu.
hay chỉ tu tư chấm lạ sát niệm ban bổn pinh tu nết ti giang sầm khăn được nông ở đây thì thôi được vấp thì thôi khmer giang nam mình bia cơ bản bổn pinh tu nết ti nâng niệm mật rub được nông sờ lạp bờ ran riêng chọp chỉ hô hai rồi hốt mà đọp ba chỉ bòn đằng đài nâng rương niệm từ cái lái na cái đại bằng phong chỉ bị xếp bát sát bát aram thông thông kristan thông thông sông bay ta bị la cà riệp chom la ứng chi phum mà kêu kẻ than này khác có miến đại đại bẹ rụp nịa cái bà mùi cái bà bay cái bà pram cái bà pram pi cái bà pram buôn nưng rồi đó nịa anh non cái bà mà rồi nó chăng ní sự tư sự sâu sự tư sự nấy nấy bẹ thá nịa hai nước nông rừng nịa nịt tiệt sao ở bên mấy chung nịt giam pi pro vót bỏ nịa mà nịa nưng qua mui ban đây tham mấy ba pi ban đây tham mấy bằng phố ban chìa phái hay tầm nè đọ sòng ai cả xa vô mà sắc xa và thay luôn ai tiệt đằng thằng nịa nưng về miền đây tham mấy nịa ban đây tham pro sao bằng phốt thay tha bằng phốt về cha ở cam pi nưng khai tới chìa nịa được nông rừng như nịa cản sơn lên chăng nịa cứ chìa nịa đại ti độc phu nẹt đại việt cha ông pi ông bơ ba, xong bây tại bà ông mà cha bây bà chạy cái put co bà ông việt cha đào ti đào bùa bẩm phật đấy, nâng bìa bà đôi tới chuyện nẹt đại nẹt nâng ban này thật bùa bẩm phật, chẳng miên sám sám phía bà bảo bà sa mạn cột đóm bà ông mà cha bà chạy cái put nâng chia tia hò hài, chẳng nẹt đại ai khai tới chuyện nẹt bán cứ chuyện nẹt đại bỏ ra sốt đầm nang ở phía từ chẹt từ chôm sóc đông rồng mà nia chơi chụp lục liệp phía, sầm rập cua sa sừng cung, bờ tây chiết giang cầm cơn, cầm sky dài, nè anh đừng nịa. Hai chuyện nịa này tiệt sao của miền tây tôn, từ những chuyện của bay này chiết sắc mai bao dương đai, nè niềng nịa thì ra bờ tây nè. Lấy chấm đỏ sang dục, chuyện niềng nịa rồi có bờ niềng thì ra bờ tây đã chia, bờ mà hai say là bờ thau, nè không chín năm, pi rồi học sập bờ pi môn cư sạ cái, anh đừng dương tam. Riêng bông sao bà đạc mai bỏ dưỡng nè. Cứ bà niếng cứ chữ bọt trái sát đạch phụ chồng nịa đại cả nó. Bơ bà tia chữ mùi nâng bà thao nà lơ có cột thô. Nên á đại tham mình có cột thô bà bọt sát bọc mai dưỡng. Cứ cơ lại đại bà thao nịa nịa nâng ngài. Bàn chua bà sọc nịa. Nhưng chẳng bà niếng bình xâm rạp riêng xâm đạch bà phẹ kỳ bọt tấy. Cứ sát trái quập lệ ai à kia tê bì tại bà đòn. ในประเนียงเนี่ยหรือก็หาทาประเนียงที่ราบตัยนั้นในสมัยไงมุ้ยประท้องบานนอมโปเรตุกรอซาลตามชเนกอดักหากบานยิงตลอดตัวดับโบกโกลกให้ตรงขนงขณะเป็นนั้นคือเฮลฮอตออกกำลังคลังเป๊ะประอังก็โจเตอร์สมระกร้อมดามโคลกหนึ่งเตอร์ดาวตะเปรซิลติเตอร์ประอังเหยียบประกายล้างก็ปนแต่กอบจูนจะใช้ดอนเป็นนั้นตึกกับบานลางเล็กปอดจูบิ้งตัวโกลกโคลกนั่นไงดาวิประอังมันอาจเวลตลอดมาโรคประสาทบิ้งบ้านก็ประอังมาจ้าประท้องตรงกับสมระในตีนุโรงจำเป็นเด็ดตึกสระตึกวิ้งเติบตรงยิงดำนาบันต่อหายนึกนงกำลงเครียนุนี่เรตรายดอสายสังกัดจงงุ้มประเนียงที่ราบตัยได้เจียบตรายสลายประจงเนี้ยบานนอมออกปุ่ยไปเลี้ยงบริวาเจนมกรซาเลงกำซาในเลิกก็โกกโลกหนึ่งเองประท้องตรงกับบานโตเคินประเนียงกาณาหายนุก็ลบลุยจับจัดปลอดแต่ปอดสนาหาแต่เลื้อบตรายสลายประจงเนี้ยเพลียมหายกลายเป็นแต่บานปลอดปลองซาสู้สมได้เบียชาซาซับคณีตะเวงตะมอกเต๋อก็ประเท้าหนึ่งประเนียงมาโกนสไลด์ประจงเนี้ยหรือกะหาทาประเนียงเนี้ยนี่ก็บานจับประดามเมียนจัดปลอดแต่ปอดสไนฮาสมอสมาหนึ่งคณีตะเวงตะมอกเต๋อแม่หรือนั่นก็เป็นจังในขนมระเวียงปรำปีไงตามไปกับน็อตระเวียงกูสไนฮาเตียงปีประเท้าตะเรียบจมนูนหนึ่งรนดับบันดากากรบใบจางหมกโรงจำในตรังตีกันไหลดาดหนึ่งหายจำนายไอ้ประเนียงธีราบตัยกาบาตดาทานปุจงเนียหายนุก็บานรายรับอัมพีเรื่องราวเตียงปนมานตามดำนาหนึ่งตึ๊ดตูทายเปรียบใบดาหนึ่งเปรียบเมียดาบอตรงไอ้บานเชียบอัมพีอุปปาในสายหนึ่งตุ่มเนี่ยตุ่มน้องในสิกไดสนายฮะเราเพียงประเท้าหายหนึ่งประเนียงธีราบตัยตัวหายสายปุจงเนียก็เหมือนบานจุลจมต่อหาใบหนุ่มเต๋อประอังก็บานสกัดโกบมนอระบอประเนียงธีราบตัยได้ชี้บทระบอสไลด์ประจงนี้หนึ่งต่อตามมาดอง
ប្រាំពីរថ្ងៃកន្លងមកព្រះថោងក៏បាននាំពលរេសេនាលើកចំនួនសួយសារក៏គ្រប់បែបយ៉ាងតាមការកំណត់រៀបចំដោយប្រណិតយ៉ាងបរិបូរឥតមានខុសហើយក៏ឥតមានខ្វះចន្លោះត្រង់ណាយកមកទុកត្រៀបត្រាហើយត្រៀមខ្លួនរងចាំនៅខាងក្រោមដើមធ្លោកដែលជាទីចាប់ដើមនៃសេចក្តីស្នេហាដំបូងរបៀងព្រះអង្គព្រះថោងនិងព្រះនាងនី ដល់ថ្ងៃកំណត់ស្ដេចបញ្ជុំនេះនឹងអគ្គមហេសីក៏បានយាងចេញមកត្រង់កន្លែងដើមធ្លោកនឹងមែនហើយអំឡុងពេលនោះក៏បានជុលឃើញព្រះមេដាព្រះបិតាព្រះនាងធីរាបតីភ្លាមកាលណាព្រះថោងទ្រង់លុតជង្គង់ក្រឹបថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពគារវៈជាទីបំផុតហើយស្ដេចបញ្ជុំនេះនឹងមហេសីពេញចិត្តត្រេកអរសាទរណាស់ក៏បានទទួលព្រះថោងទៅជាកូនប្រសារទៅ ហើយក៏បានរៀបចំអភិសេកបត្រាបត្រីកូនប្រុសកូនស្រីជាគូស្វាមីភរិយានឹងគ្នាតរៀងមកទៅហើយដើម្បីទុកជាចំណងដៃដល់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់ស្ដេចបញ្ជុំនេះដែលបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះព្រះអង្គក៏បាននាំពលរេសេនាបតីនឹងគឺបើកពង្រីងទឹកសមុទ្របង្កបង្កើតអាកាសទៅជាដីស្ងួតមួយកន្លែងធំធេងទលំទលាយណាស់ហើយក៏បានកសាងប្រាង្គប្រាសាទវាំងតូចធំ ຕົກຖ្វាយជាច្រើនទៀតផងដល់បត្រាបត្រីហើយព្រះថោងនាងនេះត្រូវបានរៀបចំអភិសេកជាគូស្វាមីភរិយានៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកនៅថ្ងៃ11កើតខែពិសាខពុទ្ធសករាជ267ឆ្នាំម្សាញ់ត្រូវជាឆ្នាំ265មុនគ្រិស្តសករាជហើយកាលនោះព្រះថោងគឺបានមានប្រជញ្ញ46វស្សាទៅហើយច្រើនដែរហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរព្រះថោងក៏បានទទួលព្រះរាជពិសេក ឡើងសោយរាជសម្បត្តិនគរកោកធ្លោកដែរទៅព្រះអង្គបានទទួលក្រមនាមជាព្រះបាទសម្ដេចកូមេរីសេថាធម្មិកៈវរដំបថខាមរាខត្តយាវងត្រកូលកំពូលក្នុងក្រុងកម្ពុជាធិបតីសិរីយសសោភាបវររាជធានីបរមីឧត្តមមហាឋានឈ្មោះព្រះអង្គវិញណាក្រមងារនេះ ហើយព្រះអគ្គមហេសីនាងនាគឬក៏ព្រះនាងធីរាវតីបានទទួលព្រះនាមជាសម្ដេចព្រះភក្តវតីក្សត្រីកបលៈឯកអគ្គទេវីទៅណាហើយនៅក្នុងពិធីអភិសេកចប់សពគ្រប់ហើយកាលណាស្ដេចបញ្ជុំនាគនិងព្រះអគ្គមហេសីក៏បាននាំបរិវារនិមន្តសពមុខមន្ត្រីត្រឡប់ចុះទៅព្រះនគររបស់ព្រះអង្គវិញទៅហើយនៅក្នុងពេលនោះដើម្បីជាការជូនដំណើរព្រះបិតាព្រះមាតាក្មេកចុះទៅស្ថានបញ្ជុំនាគព្រះថោង ឬក៏ព្រះបាទសម្ដេចកុមេរីកក៏បានចាប់តោងស្បៃព្រះនាងនាគចុះទៅតាមទៅជាមួយផងដែរកាលនោះព្រះថោងរៀបចំសាងសង់ព្រះបរមរាជវាំងគង់នៅមហានគរធំឬក៏ហៅថាមហានគរឬអង្គរដែលជាកន្លែងដើមធ្លោកបានដុះនៅទីនោះផ្ទាល់សង្គ្រាមនិងពួកចាមកន្លងៗមកនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះនាងហើយនិងស្វាមីរបស់ព្រះនាងបើតាមពួងសាវតាខ្មែរនិងឯកសារជាច្រើនទៀត លើកលែងតពងសាវតាសម្ដេចវៀងជួនស្ដេចចាមដែលច្បាំងចាញ់ព្រះថោងកាលពីលើកមុនហើយនឹងលើកកងទ័ពយ៉ាងកក្រឹកក្រែងមកវាយប្រហារនៅឯនគរគោកធ្លោកនឹងហើយស្ដេចចាមអសាជ័យរាជដោយមានកូនប្រុស 5 នាក់ដែលជាមេទ័ពជំនួយហើយក៏បានលើកទ័ពចេញមកចម្បាសាក់ទៅនេះតាមពងសាវតានេះបងប្អូនពងសាវតាខ្មែរដែលបានរៀបចំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នុបរតដែលបានសរសេរបញ្ជាក់ថាកងទ័ពចាម ដោយមានកងទ័ពលាវចូលរួមផងដែរនោះបានមកចោមព័ទ្ធនៅទីក្រុងមហានគររបស់ទ្រង់ពេលនោះព្រះកូមេរីក៏បានកោះប្រជុំគ្រប់សពអស់នាមឺនមុខមន្ត្រីមេតបតូចធំដោយមានព្រះបន្ទូលថាយើងច្បាំងតបនឹងសត្រូវក៏បានដែរតែប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងត្រូវស្លាប់បាត់បង់អស់ច្រើនជីវិតជាមិនខានទេដូច្នេះគួរតែយើងធ្វើល្បិចកលទៅជាចាញ់ខ្លាចចាមហើយក៏នាំគ្នាវាយសម្រុកបើកផ្លូវ នាំគ្រួសាររត់ចូលនគរមួយរយៈពេលសិនបាទនេះហើយបងប្អូនប្រវត្តិដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រះថោងនាងនាគហើយនឹងនាគហ្នឹងគឺមានដំណើរដើមតោងអញ្ចឹងនៅវែងឆ្ងាយទៀតពងសាវតាខ្មែរយើងដែលបានរៀបរាប់ពីសម័យបុរេប្រវត្តិមកវាច្រើនប៉ុន្តែយើងនិយាយត្រឹមនេះប្រវត្តិគឺតាក់ទងពីសម័យឬកាលរបស់ព្រះថោងហើយនឹងព្រះនាងធីរាវតីដែលជាបុត្រីរបស់ស្ដេចបញ្ជុំនាគនឹងឯង គឺវាពាក់ព័ន្ធពងសាវតាខ្មែររបស់យើងនៅក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែងតែមានការរៀបចំនៅពិធីតោងប្រថោងតោងស្បៃនាងនាគនោះបាទគឺវាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយតំណាងនាគដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនខាងដើមនៃកម្មវិធីនោះនាគក្បាល 1 នាគក្បាល 3 នាគក្បាល
pram kba pram pi anh nâng nhẹ chấm nôn cốt chấm nôn xe mà hai ba chấm nôn cốt chấm nôn cú đầm nang ở nhẹ slap mà hồ đào nhẹ anh non lên trên tay ba chấm nôn cốt chấm nôn xe anh nâng cứ đầm nang ở nhẹ nở ruo nhẹ đào lo pro sa ở trên tay phía trên cái pra nhẹ nở nông ca từ phai rồi có cái hai tháp bằng cho à than rồi mùi có đạ đầm nang ca pia ti bà rô mà sóc đào pro sa ở trên cái pra nhẹ xe miền nịa các bà muối các bà bay các bà pram các bà pram pi các bà pram buôn này chẳng tới đôi đẹp trong ba chỉ đẹp chôn hàng đào môn này bẩn tịnh chẳng bờ bọt nịa đại bom ôn ban từ tua chìa cầm san này không và thiên là bọt nịa trái ní trong chôn trầm ta bẩn nắng hay sừng khâm tha cả lại na khâu chi cô ấy bom ôn còn bậc cài bậc gắn cuộc sống môn đường lê dục môn này tiên bẩn to ní trong sấp sân tại đọ sóng tranh pi bờ bọt ta xa dục mộc đảm bày chìa tắc tang so bình chìa nâng chlo bình chăng tha rương nịa rương ấy nâng dừng phía chán sko tà nịa bần tái ọt đăng thả nịa nâng đầm nàng ao y xích đầy sọc xích đầy chùm rong chùm ra ơn đò bảo xa bà bò này nịa đại ai khai thì chìa nịa bàn nâng cư chìa mà nụ đại vi cha âm phìm bơ bạp miên tực chất bò rời sọt đầm nàng ao y nịa ní cư bàn xích đầy tha tà chìa thì chôm sọc đông rô mình nông krom kru xa tì gà lại ná có đó dương đại chi bồ chi nô ria căn nơi ắt thăng cái chữ mẹ thô tiếng bầm bay hai con nô miền bồ mì thô mê ta cả na mụ tê ta ôpê kha ai chân tới che sừng cro sơn đo bên đây đó ria đó mình trai đó nẹt mục nẹt ca sọp mục chuyền sâm niềm mơn mình trai hai sông bay ta bồ chi ria thọ mật đa đại cầm tu sập bát mày này rắc cả bờ ông na đại cướp cung bảy mươi hai nico nương cứ sát sưng ta lo bờ sa bờ vò hai phần tai nẹt đại phật khu lệ cứ bảy mươi ba trái cái phật đại bàn vi cha ở ba nương đầm nang ở nẹt đo bờ sa bờ phật bà chăng ní nẹt na bằng bồn bịa thành nẹt cứ miền này chăng bà nẹt lên tức nẹt rầm rề hay nẹt ai ai xem xem đại chiết sư tư sư này so cai phơi ca này pe ba chấm bón miền nẹt chỉ cả lo bờ sa đi, nè kia còn là chmua tận nè hàng nè nè ai nương cứ chỉ chmua bọc kê đại dương mặt đã bàn tay mà nô kia miền chmua thà chỉ nè ai chẳng có thể ho rồi nó toàn là kia chẳng cái nè, còn là chất nó mình bờ sa đôi đầm nang nè này chmua luôn thế, và nó dương dây đại lai thế mình sẽ học chỉ rùm thế, dương khơi nó không mình đang thành công nè pe pa chập bon của lo mòn đi miền trời nè đã về bậc cao phía smok smain có lợi dụng nông dân công bỏ dưỡng hơi dừng khơi thà mau bị ri chìm rán khang pê rồi cái giang mây tiếp bong bồn bàn chìm chìa bọt dưới mà chìm nuôn là lâu ní khơi nhá nửa lâu vẫn ai dừng công Facebook YouTube social media ní nè kha prau tới chìa bọt giàu ấy chẳng tới vẫn đây nè kha prau tới bầm plan kê nè kha prau tới bầm plan luôn ai như chẳng nữa nè kha chong chấm nay pe nay chấm non ấy chẳng tới chong bầm plan kế ba tới chỉ bầm plan khuôn ai nhà li khuôn ai gì chẳng tới chẳng nè đà miên cái tệ lốc nè đà miên prum bị hiệt thô nè đà miên côn là thô che prapra mà đai sự công nước chia bị giàu prapra đầm bay dễ chong tới bàn lui bàn thà bị cà pì bập bòn social media nên cái nhé sau bây đặt sống sau ngày có xong để dây bằng cao từ chiếc clip rồi có chọc thọt sẽ cam ở phía xem xén có cô bẩm non thống nằm bay lôi đôi từ kia đài nâng rồi chìm nâu nằm bay trên châm chi vào phía pro nơi đài nâng phần tài còn là mình pracha với chi chỉ biết cầm sơn là thô rồi bỏ chiếc đài chỉ nè đăng pi chập đăng pi tìm lọp đăng pi pa nhà ha cam pa nhà ha tạ tập phim không sừng cung ấy kha kha nâng dương mình rụm lốp bẩm biến mình chật nai đền tia mình chiên ni mình chọn bật lệch mình thưa à vay đài sừng cung mình từ tua score mình bật bật khó ở pi chập này sọc tê bỏ dương nè kha tới chọn bật lệch kê đầm bay kê chậm nay phò bị dài được bạc luôn ai nè kha tới hai tệ rụm lốp bẩm biến hai tệ mà hai chật ta hôm nay nâng về buộc pe tới và bắt bong mà nhà sư cá bom plain nhà đất tây đầm bay chia sẻ cái sò rồi bạc luôn ấy chun cao tới cả ban sóc mà plate chun cao tới cả ban sóc cả nằm tục sau nữa đó cầm cua sạc luôn ấy vĩnh co miền đài ba chương thì chơi mp rub menu đã cao mọc miền chỉ vật chỉ ba rồi là lơ lô ca nông lô cây ní nà có chơi thật khó cướp cái này đấy mình ai trâu từng học bàn thế sông bay thì bà ông mà cha bẹp bẹp chạy cướp này chứ co bà ông nước miền miệt chanh này chanh rồi hốt rồi bà ông tra cái nhé
tầm rong mà nu xa mạnh thò mà đá để na có miên khâu để na có miên trời đá bàn tay cầm cháo côn nửa thô ai sao đang bay chia sẻ đây sọc ngọc và bao giờ tiếng ở kia côn nửa thô anh ấy về chia rừng đã sầm khăn bằng phật này bà ở côn na bằng ôn lời này dương à xong mình chọn tâm tại bên này cho hay một đường mình chọn tới complete bằng phật xong chui chọn like follow subscribe channel đây khmer tv phong mà tiếng phê play cá cái đôi chi nông channel YouTube ấy nâng chú ý còn trô nơi cam bị thị đồ bỏ dương phó ngày miền chìa xâm nô ấy ai xua mọc bán trong đường thuê ca sắc xa xa chí đọc xa rong dốc đâm bây chụp một tiếng rồi có bỏ xa bằng hai chút bóng bóng chân rùm chết nẹ đàm toàn thọp bàn đấng toàn thọp bàn skol bàn chứa miền chừng ngọt ấy xua nóm trong đường thuê ca sắc xa xa chí đọc tạm chụp này chụp niên đẹp chụp miền nâng mộc chụp liếp chút bóng bóng con chìa ca sạp cầm sán bạn ta chia bây giờ khá khá mình mến bạn sẽ kể thả ai ta vây châm lược láng trời từng ổn nô tì bạn ổn con chung bố bóng bôn sau cơ phiếp lọ xâm nàng lọ ổn bạn ngày mốt là miền bóng sợi chạy chung một con tích mà bóng sợi xâm phó bà có chung ổn thăm nông cam bí thí ai chung bọt bạn đã lấy ABA nơi khăn ông caption nâng tế thì ở lời khăn ông clip nâng chung dùm rạch thật đạn chún hay trong ban chun lệ ABA tự bong sấy ha, ôcun đào bong sấy phong, chập ram cam bị thí, bọc ôn bong sấy miền là dụ hà chieng hay chật học hay, sống xài chieng thế, đằng ngay ôcun sản phẩm cà con tro, hay trong ban đang mình to cam bị thí được bao chieng, nơi không ngập bay chấm đưa, nơi cam bị thí đại khai được bao chieng, nướng to từ tiết, hay bong ôn sống chui con tro phong, từ tiết đầm nai bây giờ cam từ ta mà đã khai trồng nướng, trồng càng nghĩa chập ram điệp chom rồi rồi hỏi hãy dừng đừng thưa bê sạc cam tới tam ở đây để dừng miền lạt tập hiệp tới đó còn tại bên ấy dừng ở toàn miền lạt tập hiệp thế xong bọn pô nhiệt ngày nào cốt chui ông tham cầm tro hãy trong ở cam bị thi được bao dừng thưa đập na bê sạc cam tới đó khai na còng na đập bay đất chục rụp hiệp rừng mùi cái ti cần lấy ăn cả băng ở đây chấm nước ấy xem xem đứng chui ông tham cầm tro cam bị thi được bao dừng phong hãy còng càng nhiều được bao dừng đừng thưa đập na tới đó thì núc đòi lúc ta thì miền thôn thiên tới đài và dân dọt miền thôn thiên tới góp bà nơi không ca tới chụp bộ đồ miền từ chụp cả vây mà đất bật thịt cha nữa để miền mục miền mọt nơi khăn đó là bây thua ca bỏ xa lại nó gửi riêng bà đài chẳng tập bóng phôn dừng chui ở nâng không này để bóng phôn xa lánh còn trô nơi không cam bị thí nấy đại khai mai bỏ chương từng ọc này và ọc cơn là chung bộ bóng phôn từng ọc này tiếng không nơi khai bởi tế xong bán xong bà có tài nâng sạc đầy sọc sạc đầy chùm lán cực